Lúc 4 giờ sáng nay, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170 km về phía bắc đông bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, bão đi theo hướng tây tây bắc khoảng 20 km/h và có khả năng mạnh thêm. Gần sáng mai, bão sẽ đi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ. Đến 16 giờ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là cấp 9-10, giật cấp 12. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo đó, bão đi vào đất liền các tỉnh thành phía Nam, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với cường độ mạnh cấp 8 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 16 đến 20 độ Bắc, từ kinh tuyến 107 đến 116 độ Đông.